Ngay sau khi Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã có chủ trương thực hiện đề án xây dựng 1.200 căn nhà ở cho các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Đoàn công tác của Văn phòng Bộ Công an đã đến tỉnh Đắk Lắk cùng Công an tỉnh nhanh chóng đi khảo sát thực tế để tham mưu triển khai đề án. Sau khi đi khảo sát kỹ tình hình thực tế ở các xã, đoàn công tác của Văn phòng Bộ Công an và lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk đã họp bàn, thảo luận để triển khai các bước tiếp theo. Mục tiêu đề ra là phải đánh giá kỹ các tiêu chí, mô hình nhà ở phù hợp với điều kiện địa lý, thời tiết, nguồn nguyên vật liệu ở tỉnh Đắk Lắk, nguồn kinh phí và phải có sự đầu tư gia công kỹ thuật thật tốt trong quá trình thi công để đảm bảo 1.200 căn nhà được xây dựng đạt chất lượng, hiệu quả sử dụng tốt, lâu bền, phù hợp với phong tục, tập quán sinh hoạt của người đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Đắk Lắk. Mẫu nhà được chọn là trên cơ sở cải tiến mẫu nhà lắp ghép 36B của Bộ Công an cho phù hợp với các yêu cầu trên. Theo đó, nhà được xây dựng bảo đảm tiêu chuẩn nhà ba cứng, nền cứng, khung, tường cứng và mái cứng với kinh phí xây dựng một căn nhà diện tích 36m² là hơn 80 triệu đồng. Trong đó, mỗi căn nhà, Bộ Công an đầu tư 50 triệu đồng từ các nguồn huy động xã hội hóa, tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ 20 triệu đồng, còn 10 triệu đồng sẽ được huy động từ các huyện cùng với sự đóng góp ngày công lao động của cán bộ chiến sĩ công an và các đoàn thể ở địa phương. Hai căn nhà mẫu đầu tiên được Công an tỉnh Đắk Lắk lựa chọn xây cho hai hộ nghèo ở huyện Chư Mở Ga, đó là hộ gia đình bà Hờ Nghênh Eban ở Buôn E Sút, thị trấn Epoch và gia đình ông Ycret Adrung ở Buôn Cờ Na A, xã Chư Mở Ga. Phát biểu tại buổi lễ khởi công xây dựng hai căn nhà mẫu sáng mồng 5 tháng 3 năm 2024, đồng chí Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đây là một đề án đầy nghĩa tình của Bộ Công an và Đảng bộ chính quyền tỉnh Đắk Lắk nhằm góp phần cùng toàn xã hội xóa đói giảm nghèo, sẻ chia khó khăn với các hộ gia đình dân tộc thiểu số, giúp đồng bào các buôn làng yên tâm làm ăn, đoàn kết xây dựng kinh tế và chung sức bảo vệ cuộc sống yên bình. Cũng là những việc làm đầy nhân văn thiết thực để hướng tới chào mừng kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk, 22 tháng 11 năm 1904, 22 tháng 11 năm 2024. Vì vậy, Đảng ủy lãnh đạo Công an tỉnh sẽ quyết tâm cao độ và tham gia thực hiện khẩn trương, tâm huyết bằng tình cảm và trái tim. Cảm xúc của em lúc này là khá là mệt nhưng mà cũng vẫn là vui ạ. Tại vì được làm việc với đồng chí đồng đội của mình và làm một việc hết sức là ý nghĩa. Nếu được Bộ Công an triển khai cái xây nhà ở trên diện rộng như thế này thì chắc chắn rằng là không chỉ riêng em đâu ạ, mà đoàn viên thanh niên, cán bộ chiến sĩ của công an huyện sẽ luôn sẵn sàng tích cực để tham gia những cái hoạt động hết sức ý nghĩa như thế này ạ. Đề án hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho đồng bào dân tộc thiểu số của Bộ Công an thì hôm nay đoàn viên thanh niên của đoàn cơ sở công an huyện Chư Mở Ga tiến hành xuống nhà gia đình bà Hờ Nghênh để hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, xuất phát từ cái hoàn cảnh gia đình của bà Hờ Nghênh là gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì lực lượng thanh niên đoàn viên có cái tinh thần là xung kích góp sức để xây dựng nhà tình nghĩa để cho gia đình bà Hờ Nghênh có chỗ ở và khang trang hơn. Không chỉ hỗ trợ khởi công xây dựng hai căn nhà của bà Hờ Nghênh và gia đình ông Ycret thì sắp tới thì để triển khai đồng bộ xây dựng các căn nhà còn lại thì lực lượng đoàn viên thanh niên công an huyện Chư Mở Ga sẽ phối hợp với lại các đoàn cơ sở xã thị trấn để hỗ trợ góp sức ngày công để xây dựng các cái nhà tình nghĩa còn lại. Dưới sự chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc quyết liệt hàng ngày của Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, chỉ sau 2 tuần, hai căn nhà mẫu đầu tiên xây cho gia đình bà Hờ Nghênh Eban và gia đình ông Ycret Adrung ở huyện Chư Mở Ga đã hoàn thành. Anh ơi, hôm nay mình có nhà mới rồi, có điện rồi, mình tập trung để làm ăn, kinh tế thôi, để cho con đi học, sau này phát triển, thoát đói nghèo thôi. Trước đây mình mong muốn có cái nhà mới, tại vì nắng mưa thì con đi học thì không có chỗ để ngủ, không có chỗ để học. Nướng rầy thì không có, ruộng thì không có, đi làm thuê thôi. Một mình chồng đi làm, vợ ở nhà trông con. Rất là vui mừng tại vì có Bộ Công an và Đảng chính quyền địa phương xuống đây đã cho nhà ở ấm áp cho gia đình tôi. Rất là vui, rất là mừng, không biết nói gì hơn tại vì rất vui quá, rất mừng.
tôi có cái căn nhà mới, sau này đã yên tâm làm ăn cho con đi học để giúp buôn làng để phát triển thoát đói nghèo. Hiện công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo công an cấp huyện, cấp xã khẩn trương tham mưu cấp ủy, chính quyền các địa phương và chủ công tham gia rà soát, kiểm tra kỹ tình hình thực tế ở các buôn, thôn, tổ dân phố để tiếp tục đồng loạt khởi công xây dựng 1.198 ngôi nhà còn lại trên địa bàn 15 huyện, thị xã, thành phố. Theo kế hoạch sẽ hoàn thành bàn giao trước tháng 10 năm 2024 để kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk, 22 tháng 11 năm 1904, 22 tháng 11 năm 2024.